Điều gì xảy ra khi cửa máy bay bị mở khi đang bay? Một trong những cơn ác mộng với nhiều người đó là cửa máy bay đột nhiên bật mở khi đang bay. Trên chuyến bay vào tháng 11, một hành khách trên khoang hạng nhất của Delta Airlines đi từ Chicago tới Bắc Kinh đã cố thử mở cửa cabin. Nhưng điều này không xảy ra khi các tiếp viên kịp trói vị khách quá khích cho tới khi máy bay hạ cánh an toàn. Dù điều này chưa xảy ra, nhưng sự cố khiến nhiều hành khách phải lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cửa máy bay bị bật mở lúc đang bay ở độ cao hàng nghìn mét? Cabin bị giảm áp đột ngột và tất cả sẽ hỗn loạn. Những sự cố giảm áp từng xảy ra trong lịch sử hàng không, gây ra nhiều tình huống xấu. Năm 2005, chiếc Boeing 737 của Helios Airways gặp nạn khi cabin bị giảm áp đột ngột khiến 121 người gồm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Đây cũng là thảm họa hàng không ác mộng nhất trong lịch sử Hy Lạp. Việc thiếu oxy ở độ cao hơn 9.000m khiến mọi thứ không thể hoạt động, máy bay từ từ hết nhiên liệu trước khi lao xuống đất. Trong những trường hợp này, mặt nạ oxy được thả từ trần cabin xuống, nhưng cũng chỉ hỗ trợ hành khách trong thời gian ngắn. Tại khoang lái, phi công phải đeo mặt nạ cao su cho tới khi máy bay hạ xuống độ cao an toàn, trong khoảng dưới 3.000m. Giảm áp đột ngột tình trạng xảy ra khi cửa máy bay đột nhiên bật mở sẽ khiến bất cứ ai đứng gần đều bị hút ra ngoài nhiệt độ trong cabin giảm nhanh chóng tới mức tê cóng và có thể khiến máy bay nứt vỡ. Năm 1988, một chuyến bay của Aloha Airlines trên đường tới Honolulu, Mỹ, đột nhiên xảy ra sự cố. Chân máy bay bị thủng ở độ cao 7.000m khiến một tiếp viên bị hút theo lỗ hổng bay ra ngoài. May mắn những hành khách khác và cả phi công đều thắt dây và hạ cánh an toàn sau 13 phút. Một điều có thể khiến hành khách yên tâm phần nào, đó là việc không thể mở cửa máy bay khi đang bay trên không trung. Theo phi công dày dặn kinh nghiệm chia sẻ, áp suất trong và ngoài cabin chênh lệch rất lớn. Hãy hình dung cửa máy bay như một cái cống thoát nước, cố định tại chỗ bởi áp suất bên trong. Hầu hết cửa máy bay được thiết kế mở theo hướng vào trong. Với những người bình thường, thậm chí là cả lực sĩ, cũng khó lòng mở nổi. Muốn mở chúng chỉ có cách dùng kích thủy lực. Nhưng đây lại là món đồ bị cấm tuyệt đối khi mang lên máy bay.